Các bị can bị bắt tạm giam gồm Phạm Tấn Hùng, 42 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, là cán bộ một ngân hàng trên địa bàn huyện Bảo Lâm và 5 bị can khác cùng ngụ tại huyện Bảo Lâm. Theo thông tin ban đầu, Phạm Tấn Hùng được xác định là người đã thuê các đối tượng còn lại hủy hoại diện tích rừng thông với mục đích là để chiếm đất. Trước đó, như truyền hình thông tấn đã đưa tin, tại hai khoảnh rừng thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Dambri quản lý, có khoảng 600 cây thông 33 năm tuổi đã bị kẻ xấu đầu độc chết khô. Tổng diện tích thông bị đầu độc khoảng 6.450m2. Diện tích rừng thông bị đầu độc nằm sát với vườn cà phê, vườn dâu tằm của người dân. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án để điều tra và đào các lằn ranh rộng 1m, sâu 1m, dài khoảng 4 km để tách biệt rừng thông với diện tích đất của người dân.